Anh em nghĩ sao về việc phá đảo con game ngược đời này? Khi mà người ta chơi game để giữ mạng, còn mình muốn chơi thì lại phải mất mạng nhỉ? Tính ra con game này thì cũng dễ không mà, có mỗi việc nhảy lên nhảy xuống, đơn giản. Không đơn giản lắm anh em ạ, cho tôi tập luyện một chút nha. Tập luyện, tập ngày, tập đêm, đéo tập nữa. Thiết nghĩ chúng ta nên đổi chế độ tập, nên dùng F12. Thêm một vài dòng code. Tận đường thôi. A few moments later. Rảnh tay, tìm game hay tại afkmobi.com.